Đề bài cho chúng ta biết, mỗi hình vuông dưới đây biểu diễn một đơn vị. Ta có hai hình vuông, tổng là hai đơn vị. Tiếp theo, ta có hình vuông với một vài phần được tô màu và một vài phần thì không. Câu hỏi là, phần được tô màu biểu diễn số thập phân nào? Chúng ta có thể đoán được rằng, số cần tìm sẽ bằng 2, và phần thập phân. Vậy chúng ta cần tìm phần thập phân. Ta thấy, hình vuông cuối cùng đã được chia thành 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 phần bằng nhau. Vậy mỗi phần sẽ tương đương với 1 phần 10, có 7 phần được tô màu. Vậy phần diện tích được tô màu tương đương với 7 phần 10. Tổng số phần được tô màu ở cả 3 hình là 1 đơn vị, 2 đơn vị và 7 phần 10. Nếu viết dưới dạng hỗn số, số cần tìm sẽ là 2, 7 phần 10. Tuy nhiên, đề bài yêu cầu chúng ta tìm một số thập phân, vậy thay vì viết là 2, 7 phần 10, chúng ta sẽ viết là 2,7. 7 là chữ số hàng phần 10 bởi vì đây là chữ số đầu tiên sau dấu phẩy. Đáp án là 2,7. Hãy cùng làm thêm một bài tập nữa nhé. Tương tự như câu trước, đề bài hỏi, phần được tô màu biểu diễn số thập phân nào? Ta có 4 hình vuông, mỗi hình vuông được chia thành 10 phần bằng nhau, hình vuông cuối có 5 phần được tô màu. Vậy phần được tô màu ở hình vuông cuối sẽ biểu diễn phân số 5 phần 10. Tổng cộng, chúng ta có 3 đơn vị và 5 phần 10. Vậy chữ số hàng đơn vị là 3, chữ số hàng phần 10 sẽ là 5. Đáp án là 3,5. Chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Ta có 100 ô vuông. Bạn có thể thấy có 10 cột, mỗi cột có 10 ô vuông và 10 nhân 10 bằng 100. Vậy chúng ta có 100 ô vuông bằng nhau. Theo hình, có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ô được tô màu. 9 trên 100 ô được tô màu. Ta sẽ viết dưới dạng số thập phân như thế nào nhỉ? Đầu tiên, ta có không ở hàng đơn vị. Tiếp theo, ta có không ở hàng phần 10. Với hàng phần trăm, chúng ta có 9 phần 100. Vậy tiếp theo sẽ là chữ số 9. Đáp án là 0,09. Chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng. Ta thấy có 2 ô được tô màu trong số 100 ô. Vậy chữ số hàng đơn vị là 0. Nếu tiếp theo là chữ số 2, thì chữ số 2 đó sẽ có giá trị tương đương 2 phần 10. Nhưng đó không phải số ô đã được tô. Chữ số 2 phải là chữ số hàng phần trăm, bởi vì có 2 phần 100 số ô đã được tô màu. Vậy đáp án cho câu hỏi này là 0,02.